Xin mến chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh nhà phụ tùng xe cấp. Và đây là cây bô của xe City 100 tháo xe, còn một cây dành cho anh em gắn xe City. Cây bô còn rất là đẹp nha các bạn, cổ đó, cổ rất là đẹp, chưa có bị cháy phòng gì luôn nha. Cái mình của nó thì cực đẹp luôn rồi. Đây anh em nhìn cái xe của nó rất là đẹp, hiệu đâu qua nha các bạn, bô Honda City tháo xe đó. Anh em nhìn cái bụng nó rất là đẹp, không có một xíu mốt hay là dấu hàng gì luôn nha, rất là đẹp rồi. Rồi còn một cây duy nhất, anh em nào có nhu cầu lấy thì các bạn liên hệ số điện thoại trong màn hình giúp mình nha. Rồi xin cảm ơn tất cả các bạn, đừng quên bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video phụ tùng riêng xe cấp hàng ngày. Bô Honda City 100 Dewa.